Anh tên là Thiệu Nguyễn, anh là owner và là manager của tiệm Linh Nail Spa hơn 4 năm. Bà xã thì làm bây giờ 5 năm. Mới đầu thì cũng gặp khó khăn. Mới đây thì có một vài người giới thiệu cái POS system á, thì tụi anh sign up, xài cũng thấy cái nó cũng giúp nhiều. Khoảng 4 năm trời anh với bà xã spend time để làm mấy cái payroll này kia thì cũng hay bị nhức đầu. Từ lúc mà có sản phẩm đó thì nó giúp rất là nhiều, và tụi anh có thể làm payroll mỗi tuần, với lại giữ được cái mấy cái record dự kiện của khách, lại của nhân viên. Thì anh thích một cái mà cái payroll, với lại cái keep tracking customer record. Có nhiều cái anh thích tại vì hạn như nó có option để mình promotion cho khách. Tụi anh cũng cho khách 500 điểm thì được discount, hay là nó có cái birthday này kia, schedule appointment dễ hơn. Không, trước kia tụi anh còn phải ghi qua cái booking appointment. Bây giờ tụi anh có thể vô thằng trong system thì nó dễ dàng hơn, với lại làm mấy cái ticket. Vô đó mình bấm vô tên khách, trong với lại đó nó cập nhật với khách khi khách tới, với lại mình có thể biết được nhân viên mình ai làm cho người khách đó là lần trước, mình không có bị trở ngại. Chẳng hạn như khách nó trở lại nó khiếu lại một cái gì đó, thì mình có thể mình pull up cái record mà mình biết là ai làm cho nó, mình không phải là phải đi ông vòng như hồi xưa. Thì đa số sản phẩm này anh với bà xã anh làm nhiều, còn mấy nhân viên thì cũng khó, tại vì mấy chị mấy cô đây nhiều khi cũng bệnh, cho nên cũng không có chị mấy cô. Anh cũng biết về computer nhiều lắm, cho nên mấy cái này cũng dễ. Thì nó chỉ text up to một ngày đó, ngày mấy tiếng đầu rất là dễ. Đầu anh cũng sign up thì anh có hỏi qua cái system mà kiểu như mình login á, customer login à, customer sign đó, thì cái đó là rất là tiện. Không, mình nếu mà trong tương lai nếu mà DPS nếu mà có đó thì rất là hữu dụng cho nhiều tiệm nail. Thì mình không có cần phải xài mấy cái giấy hay gì nữa, hay là mình đôi khi mình cũng thể mình có khách nó vô thì nó tự động nó sign rồi nó vô thẳng, mình không có cần phải spend more time. Thì nói chung là đa số hồi xưa anh cứ nghĩ là mấy cái hãng sàn qua mấy hãng Việt Nam thì cái phần tech support đó, hay là hỗ trợ gì đó rất là khó không? Nhưng mà anh rất là surprise cái direct PS mới đầu anh gọi lên anh rất là hài lòng, tại vì customer service nó take care rất là nhanh. Gọi vô một cái là chỉ chờ 1-2 phút là có người nói chuyện mình lên. Mình có thể mình bên English hoặc là qua Việt Nam thì cũng rất là nhanh. Nhưng mà gọi lên thì hầu hết mấy cái issue là giải quyết ngay lập tức. Nếu mà mấy người đó không giải quyết liền thì người ta có gọi lại cho tụi anh, thì anh rất là hài lòng. The service here is excellent, and I've had just about every service that they offer here. Excellent service every time. The rewards program is excellent, especially when you get different services done, and it gives you free service. Once you've come so many times, then you get things done free. I love the program. It's amazing. People are very friendly, accommodating in every area. I love it here. Very relaxing. Anh với bà xã rất hài lòng. Nó cũng giúp được nhiều thời gian, không có phải ghi chép được. Mình cứ vô trong cái computer mình làm không.